Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng và hoạt động tín dụng chính sách. Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân thu hút 25 dự án thứ cấp. Khắc phục sự cố nước thải có màu tại khu công nghiệp Dệt May Phố Nối. Công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong giai đoạn 2014-2024, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt trên 8.500 tỷ đồng với trên 250.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến hết tháng 4 năm 2024, nguồn vốn từ ngân sách địa phương đạt gần 300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,83% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt trên 4.300 tỷ đồng với trên 72.000 khách hàng còn dư nợ. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đánh giá các vấn đề như công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội giai đoạn 2023-2026, kết quả nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc thực hiện lồng ghép chương trình tín dụng chính sách với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Kết quả kinh nghiệm trong việc tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu ở địa phương thời gian qua. Nhân dịp này, 15 tập thể và 25 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 9 tập thể 10 cá nhân nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 4 cá nhân nhận vinh danh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam vì đóng góp vào sự phát triển của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong 20 năm 2002-2022. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể các cấp trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quán triệt sâu rộng chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và chỉ thị số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2023-2026. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác, đảm bảo cho vay chính sách đúng đối tượng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội hiệu quả. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì và nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, xã hội trên địa bàn và ngăn chặn đẩy lùi các hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi trái quy định của pháp luật. Sáng nay, đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn về khảo sát kiểm tra việc thực hiện các kết luận, chỉ thị và quyết định của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập tại tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên địa bàn tỉnh, hiện có hơn 4.400 tổ chức hội khuyến học các cấp với tổng số trên 300.000 hội viên.
phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của địa phương. Đến nay, Hương Yên có trên 73% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, trên 71% dòng họ được công nhận danh hiệu dòng họ học tập, 74% cộng đồng được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập và trên 78% đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị học tập. Quỹ khuyến học của tỉnh mang tên Quỹ khuyến học Tô Hiệu Hương Yên hiện có trên 42 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Quỹ khuyến học các cấp đã trao cho trên 15.000 học sinh sinh viên với số tiền trên 15 tỷ đồng. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương những kết quả mà Hội khuyến học tỉnh đạt được. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài, dành nguồn ngân sách lớn cho phát triển giáo dục. Để công tác khuyến học khuyến tài phát triển trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội khuyến học tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tranh thủ mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị địa phương thúc đẩy công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tổ chức phiên họp thứ 12 nhằm kiểm tra, đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 11 và bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tại phiên họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 47 nhiệm vụ cho các bộ ngành và địa phương. Đến nay, các đơn vị đang triển khai 36 nhiệm vụ, đã hoàn thành 11 nhiệm vụ. Thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ ngành và địa phương đã chủ động tích cực phối hợp triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật để nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục trong chuẩn bị đầu tư, chỉ đạo các nhà thầu khắc phục khó khăn vướng mắc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy mạnh thi công các dự án, giải quyết kịp thời thủ tục cấp mỏ vật liệu cho các nhà thầu theo cơ chế đặc thù. Tiến độ triển khai thi công tại Hương Yên và các địa phương bám sát yêu cầu, tuy nhiên việc triển khai dự án tại một số địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ thi công do các vướng mắc về mặt bằng thi công, nguồn vật liệu đắp. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo các bộ ngành cơ quan địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư chủ động rà soát, báo cáo Ban Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục triển khai dự án, tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công, huy động đầy đủ nhân lực vật lực để thi công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án, đáp ứng tiến độ đề ra, tăng cường kiểm tra giám sát, giải quyết các khó khăn về vật liệu xây dựng, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng công trình kỹ thuật, bố trí tái định cư theo yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên được giao nguồn vốn các dự án hơn 2.700 tỷ đồng. Đến đầu tháng 6 này, mới giải ngân được gần 500 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch. Do các nguyên nhân khách quan khác nhau, dẫn đến một số dự án bị chậm tiến độ. Hiện nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh đang tập trung triển khai đôn đốc các nhà thầu thi công và hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Dự án thành phần 2.2 thi công đường song hành của đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội do nhà thầu Ligen thi công với 6 mũi. Nhưng tiến độ 5 tháng đầu năm nay khá chậm. Dù năng lực nhà thầu vẫn còn, nhưng do khan hiếm vật liệu, ảnh hưởng của thời tiết, địa hình dẫn đến không tập trung nhiều máy móc để thi công được. Từ đầu năm đến nay, đơn vị mới giải ngân được khoảng 50 tỷ đồng. Nguồn cát về là nó không liên tục, cái khối lượng không được như kỳ vọng. Mình mong muốn là một ngày có thể là 5-6.000 khối cát, nhưng mà thực tế cái nguồn cát về là chỉ 2-3.000. Dự án đường 382B nhánh phải và nhánh trái được khởi công từ tháng 3 năm nay, nhưng hiện nay đơn vị thi công mới chỉ nhận được 3 trên tổng số 17 km mặt bằng. Trong đó còn rất nhiều diện tích mặt bằng khó khăn trong xác định nguồn gốc đất như đất thổ cư, nghĩa trang, tài sản trên đất,
chậm bàn giao mặt bằng cũng là nút thắt chung khiến các nhà thầu phải thi công cầm chừng trong thời điểm quý 2 năm nay đối với các dự án do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Hưng Yên quản lý. Rất là khó khăn trong giải phóng mặt bằng vì một số các cái vị trí là đi qua các xã hay là các đất công điền thì nó còn chưa được liền mạch. Trên trong công tác khó khăn, nhà thầu thi công phải di chuyển máy móc cũng như con người, chủ yếu mặt bằng về nền đường đi qua các khu vực cánh đồng và các khu vực chuyển đổi. Đơn vị chúng tôi thì cũng chỉ hết tháng 7 này là coi như là cũng không còn nhiều mặt bằng để thi công, cũng kiến nghị làm sao mà các cơ quan chức năng là cố giải phóng mặt bằng sạch để cho đơn vị chúng tôi có mặt bằng để triển khai tiếp. Thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các địa phương để tập trung bàn giải pháp chi trả bồi thường mặt bằng cho các hộ dân. Bên cạnh đó, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công, đảm bảo khối lượng và giải ngân đầu tư công. Ngoài cái việc đôn đốc nhà thầu tiếp tục tập trung các nguồn lực, vật tư, vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh thi công thì chúng tôi cũng là chỉ đạo các tư vấn giám sát cùng các cán bộ kỹ thuật của ban trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với nhà thầu trực tiếp ở làm các khối lượng thi công, hướng dẫn các nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ các thủ tục khối lượng nghiệm thu và các biên bản nghiệm thu để thực hiện cái việc thanh toán nghiệm thu kịp thời cho nhà thầu, có khối lượng đến đâu là sẽ nghiệm thu thanh toán ngay như đấy. Vẫn biết đầu năm tiến độ giải ngân các dự án thường bị chậm, tuy nhiên năm nay tỉnh Hưng Yên có kế hoạch giải ngân đầu tư công gần 20.000 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2023. Vì vậy, nếu không có những giải pháp căn cơ quyết liệt từ các chủ đầu tư, đơn vị thi công và hội đồng giải phóng mặt bằng của các huyện để đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân thì sẽ rất khó thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này trong năm nay. Với vị trí địa lý giao thông thuận lợi cũng như hạ tầng cơ sở hiện đại, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân mặc dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, song đã thu hút được 25 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 9 đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chuẩn bị xây dựng, còn lại đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ đầu tư. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân có tổng diện tích 75 ha, nằm trên địa bàn hai huyện Kim Động và Ân Thi. Hiện chủ đầu tư dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng, đạt khoảng 95% khối lượng, còn lại một số hạng mục như vận hành công trình xử lý nước thải, xây dựng lát đá vỉa hè, hoàn thiện khu vực văn phòng, nhà điều hành cụm, dự kiến hoàn thành trong tháng 6. Nhà sở hữu vị trí thuận lợi, hạ tầng được đầu tư bài bản hiện đại, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong số 25 dự án đăng ký đầu tư, có một số dự án FDI đến từ các nước như Singapore, Hàn Quốc đầu tư về các lĩnh vực ngành nghề như công nghiệp nhẹ, may mặc, sản xuất nhựa, bao bì thân thiện với môi trường, linh kiện điện tử. Hiện chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nhà đầu tư để hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục phê duyệt xây dựng và đưa các dự án đi vào hoạt động. Trước phản ánh của nhân dân về nguồn nước mặt trên kênh Trần Thành Ngọ, tại khu vực tiếp nhận nguồn nước thải sau xử lý của công trình nước thải tập trung giai đoạn 2 của khu công nghiệp dệt may Phố Nối thời gian qua, có thời điểm xuất hiện váng và màu bất thường. Ngày 13 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc kiểm tra kết quả khắc phục sự cố và xác minh hiện tượng trên. Tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực tiếp nhận nguồn nước thải sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải số 2 của khu công nghiệp dệt may Phố Nối vào sáng ngày 13 tháng 6. Tình trạng nước thải đã xử lý từ khu công nghiệp ra kênh Trần Thành Ngọ vẫn có màu tím đỏ. Còn tại hệ thống cống thoát nước mặt từ khu công nghiệp ra tuyến kênh trên có màu vàng đục. Đoàn làm việc cũng đã kiểm tra, khảo sát công tác xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải số 2. Qua ghi nhận, việc tiếp nhận nguồn nước thải từ các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp về nhà máy để xử lý đúng quy trình đều đạt quy chuẩn xả thải theo giấy phép môi trường nhưng vẫn có màu tím đỏ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng như các cơ quan chức năng khẳng định việc phản ánh của nhân dân cấp chính quyền cơ sở và các cơ quan báo chí thời gian qua về hiện tượng hệ thống thoát nước xả thải đã qua xử lý và hệ thống thoát nước mặt của khu công nghiệp ra kênh Trần Thành Ngọ có màu là chính xác. Buổi họp đã thảo luận đánh giá và bàn giải pháp khắc phục sự cố trên, yêu cầu công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp dệt may Phố Nối có biện pháp giải quyết dứt điểm màu tím đỏ từ nguồn nước thải đã qua xử lý ra môi trường trong tháng 6 năm 2024. Đồng thời, ra soát làm rõ hiện tượng nước có màu vàng đục từ hệ thống thoát nước mặt từ khu công nghiệp ra tuyến kênh Trần Thành Ngọ.
Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Điểm chuẩn được đánh giá phản ánh đúng chất lượng và tính cạnh tranh của kỳ thi. Năm nay, do thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển, môn toán và ngữ văn nhân hệ số 2 nên điểm chuẩn tăng cao so với năm trước. Trong đó, một số trường có điểm chuẩn trên 30 điểm như Trung học Phổ thông Tiên Lữ, Trung học Phổ thông Phù Cừ, Trung học Phổ thông Văn Giang, Trung học Phổ thông Văn Lâm, Trung học Phổ thông Đức Hợp, Trung học Phổ thông Yên Mỹ, Trung học Phổ thông Mỹ Hào, Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Trường Trung học Phổ thông Văn Lâm có điểm chuẩn là 31,5, cao nhất cả tỉnh. Trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ có điểm chuẩn thấp nhất là 24 điểm. Tại trường Trung học Phổ thông Hưng Yên, điểm chuẩn chỉ 26 điểm, thấp hơn các trường ở các địa phương lân cận. Riêng với trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, chỉ tiêu tuyển sinh là 420 học sinh, điểm chuẩn cao nhất là môn chuyên tiếng Anh 41,4 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là môn chuyên địa lý 32,45 điểm. Ngoài lớp chuyên môn địa lý có điểm chuẩn giảm 2,9 điểm, thì tất cả các lớp chuyên còn lại điểm chuẩn đều cao hơn năm trước. Trong đó, điểm chuẩn lớp chuyên toán tăng 6,65 điểm, lớp sinh tăng 5,05 điểm, lớp chuyên Anh tăng 4,95 điểm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn xét vào từng trường trung học phổ thông công lập theo điểm xét tuyển từ cao đến thấp, không xét học sinh có điểm liệt. Trong 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi, thí sinh có thể gửi đơn xin phúc khảo tại trường trung học cơ sở mình theo học và trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, công viên là nơi mọi người tìm đến để thư giãn, giải trí. Tuy vậy, thời gian gần đây, người dân đi bộ trong công viên Nam Hòa, thành phố Hưng Yên không còn thoải mái bởi xuất hiện tình trạng mô tô, xe máy, xe đạp điện ngang nhiên chạy vào khu vực công viên và đường dành cho người đi bộ. Chiều nào tôi cũng đi bộ cho nên thấy nhiều xe nó trong công viên thì nhiều. Mà không có cái cơ quan quản lý nào để dẹp cái lạn đi. Vì người đi bộ này, các cháu nó đi, nó phi xe rất là nhanh. Thế mà xảy ra tai nạn rất là rách việc. Dành cho người đi bộ đây toàn thấy xe máy phóng. Đèo 3, đèo 4 xong nó thúc bừa đấy chứ. Người đi bộ toàn phải tránh thôi. Đi vào nhiều thì cũng gây coi như ảnh hưởng đến người đi bộ. Bây giờ coi như là đang đi lại như thế này này. Thì là lúc coi như là đi mình phải tránh, mất an toàn giao thông. Được biết trước kia, đơn vị quản lý công viên Nam Hòa là công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên có sử dụng các thanh chắn barrier để ngăn chặn. Các phương tiện xe cơ giới không thể đi vào công viên mà đều gửi ở bãi đỗ xe. Tuy nhiên hiện nay, thành phố đang thực hiện dự án thi công xây dựng khu vui chơi giải trí công viên Nam Hòa. Các barrier tạm thời dỡ bỏ để tạo thuận lợi cho nhà thầu vào thi công, dẫn đến tình trạng nhiều người dân, nhất là một số thanh thiếu niên ý thức kém, ngang nhiên chạy xe qua lại, khiến người đi bộ trong công viên cũng có nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhiều người còn đỗ xe trên đường đi bộ, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở đến hoạt động sinh hoạt tập thể. Dù cán bộ nhân viên công ty môi trường đô thị Hưng Yên có nhắc nhở, rất mong các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý công viên, cần lắp đặt các biển cấm đi mô tô, xe máy điện, xe đạp điện trong khuôn viên. Cũng như sau khi thi công xong công trình, sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, chặt chẽ các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông như ở công viên Nam Hòa hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 5 tại khu vực Sông Hồng, đoạn qua xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 12 tử vong. Theo đó, khoảng 17 giờ chiều, một nhóm nam sinh gồm 4 bạn sau khi chơi đá bóng đã rủ nhau tắm tại Sông Hồng, đoạn thuộc khu vực đội 7, thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh. Sau đó, không may xảy ra đuối nước, ba em bơi được lên bờ, còn em Nguyễn Ngọc Quy, sinh năm 2006, trú tại xã Mai Động, hiện là học sinh lớp 12 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu, bị đuối nước tử vong. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể của em được tìm thấy cách vị trí xảy ra đuối nước khoảng 50 mét. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.